cao nhất nhóm là hôm nay, nên là hôm nay mặc dù là mọi người đây, đi, 10 phân nha mọi người. 10 phân. Ui, hôm nay hôm nay cao. Cái Imai tự nhiên cao lên mét 7 nha mọi người. Nice. Mong là mình có thể nhảy linh hoạt mà nó không bị vấp ngã. Trời ơi, mình đang rất là lo lắng ạ. Mình cảm thấy bài này khá là dễ và chúng mình tập trong vòng 2 ngày là xong. Nhưng mà không biết nữa là tí nữa tương tác với camera rồi biểu cảm rồi nhét đồ thì không biết là có quên bài hay không nữa. Mong là mình sẽ nhớ bài. Xin chào mọi người đã đến với lớp học của cô Trang dạy pha chế các bạn môn trà nhập môn nhạc. Đây là nước gì đây? Nước đường ạ. Đó, tôi ok. Hôm sau chúng ta sẽ học bài về trà ô long nha cả nhà. Dạ. Tối nay chúng ta sẽ học về pha rượu căn bản nha. Ôi dồi ôi, cơm chào cơm. Ngon thế này. Ngon. Các bạn ơi, đây là món tàu phớ. Tay thế này lấy nét nào. Đây là món tàu phớ mọi người ạ. Bọn mình phải chạy thực ra không có mỗi dự án Ditto mà một tuần này bọn mình phải quay hai dự án một lúc trong cùng một ngày thì bọn mình phải tập hai bài, tức là bọn mình chỉ có 4 ngày để tour hai bài thôi mọi người ạ, nên là thấy rất là nghị lực nha. Fighting. Hôm nay bọn mình quay cả hai bài nên sẽ rất là mệt, tối nay bọn mình còn phải quay một bài nữa cô. Đấy, hôm qua hai đứa thâu đêm không ngủ. Không ngủ, mình còn phải thức để vẽ cái quần của dự án kia đó mọi người. Bày đặt ở về nhà sớm để đi ngủ đồ đó mọi người. Xong rồi là vẽ quần xong nhìn điện thoại đã thấy 5 giờ. Ủa? 5 giờ sáng luôn. 5 giờ là 5 giờ sáng á, em còn phải làm quần nữa. Thức đến nói chung là 7 giờ đi làm luôn. Và mình đã phải dồn rất là nhiều sức cho project lần này nên là mọi người hãy ủng hộ mình nha. Cố lên. Herin của New Zealand. Dáng không? Choáng luôn mà. Không trong nằm một lúc. Không được cháy phố nữa đâu. Không dám cháy phố nữa. Chị không sai rồi. Đâu, chị chỉ không... Này, không, nay xuống thấp. Đây, đây, mày rộng rồi nhá, mày hơi hẹp ạ. Tao đứng đầu mà. Mày đứng đầu nhưng mà chân mày sai rồi. Đúng rồi, đi nữa. Không biết, thấy cứ là khỏe gì. Tao đứng đầu, không, tao đứng đầu, tao mở cả hai chân.
Cảm ơn các thành viên vì đã rất là cố gắng, vẫn rất là vất vả.